Lúc này thì cầu thủ của hai đội Busan Thái Lan và Busan Việt Nam cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu hôm nay đã cùng tiến ra phía trước khán đài A của nhà thi đấu tỉnh Hà Nam để chuẩn bị làm các nghi lễ và thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Trong trận đấu ngày hôm nay, đội hình của Thái Lan tổ 1 xuất phát gồm có thủ môn số 12 Katavut, các cầu thủ số 2 Apivat, số 5 Ronachai, số 11 Osaman Musa và số 16 là Piramat. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm có trọng tài 1 Ibrahim người Iran, trọng tài 2 Yakut Sedeib người Bahrain, trọng tài 3 Al Hosseini người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và trọng tài bấm giờ là ông Panhawan người Liban. Đội hình xuất phát của các thủ Việt Nam gồm có thủ môn số 1 Hồ Văn Ý, các cầu thủ số 4 Châu Đoàn Phát, số 8 Nguyễn Minh Chí, số 11 Trần Văn Vũ đội trưởng và số 12 Từ Minh Quang. Như vậy là trong hiệp 1 của trận đấu này, các cầu thủ Thái Lan là những người sẽ ra bóng trước. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Osaman Musa trả bóng về cho Ronachai. Irapat. Và cắt bóng của Châu Đoàn Phát. Được chuyền. Pha chuyền bóng tốt ở cột 2 của Châu Đoàn Phát cho Minh Chí. Đi bóng được. Châu Đoàn Phát. Kaka không vào. Pha để bóng hụt của Minh Chí. Ronachai. Grisada. Như vậy là ông Cesargago đã phải đưa Grisada, đội trưởng, một cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm và là một trong những người được coi như là thế hệ Mohican cuối cùng của đội tuyển Thái Lan. Ronachai. Rất nguy hiểm. Một pha ghi bàn có thể nói là rất bất ngờ. Cú dứt điểm nhanh của Ronachai bằng đầu mũi chân. Đó là tình huống mà Nhan Gia Hưng đã để lộ khoảng trống để cho Osaman Musa có thể thực hiện một cú xoay người dứt điểm ngay. Một pha dứt điểm bằng đầu mũi chân của Osaman Musa. Và cắt bóng. Được chuyền. Rất may là Pirapat không chuyền bóng cho đồng đội của mình là Krisada đang di chuyển ở biên trái. Thiếu chút nữa tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ Thái Lan. Minh Chí. Và xoay người và dứt điểm, một cú quất chân tuyệt vời của Minh Chí. Chúng ta cùng xem lại. Châu Đoàn Phát mất bóng rất nguy hiểm. Và áp sát rất nhanh của hai cầu thủ bên phía Thái Lan. Đó là Ronachai cùng với Aran Sanialak. Virapat vào lúc này đã chuyển sang tổ đấu thứ hai. Và đi bóng của Apivat, đường chuyền ngang. Virapat. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 rồi. Và dứt điểm bằng chân trái rất gọn của Virapat. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của các cầu thủ Thái Lan. Sẽ là một quả đá góc. Chưa phải là một cú sút trúng đích và cũng không đủ lực. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Busan Việt Nam và Thái Lan, với kết quả là các cầu thủ Thái Lan đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0. Cú bàn thắng của Thái Lan được thực hiện do công của Osaman Musa và Pirapat. Đức Hòa Thịnh Phát chân trái. Cú sút của Thịnh Phát hay bao nhiêu thì cú đổ người và cú thua của Katavut tuyệt vời bấy nhiêu. Phản xạ quá nhanh nhạy của Katavut. Đây là pha bóng mà các đồng đội
vừa có một thoáng chơi thiếu tập trung của cao thủ Việt Nam. Châu Lập Phát không vào, quá đáng tiếc cho Châu Lập Phát, thần tài của đội tuyển Việt Nam mà ở tình huống vừa rồi lại bị thần may mắn lắc đầu. Dứt điểm không vào. Ngày hôm nay đúng là một ngày không may mắn đối với cao thủ Việt Nam. 2 giây cuối và hết giờ. Và như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Thái Lan đã khép lại với kết quả là cao thủ Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Với kết quả này thì cao thủ Thái Lan đã chính thức giành tấm huy chương vàng của nội dung Futsal Nam. Như vậy là ở nội dung Futsal này thì các đội tuyển Futsal của nam và nữ đều giành được tấm huy chương vàng. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ giành tấm huy chương đồng, còn Futsal Indonesia giành tấm huy chương bạc ở nội dung Futsal của nam.